Xin mến chào toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem kênh Quy Thủy Sản Miền Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2021, mình xin làm clip cập nhật giá cá tra và giá cá lóc tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài cập nhật tình hình giá cá tra và giá cá lóc, mình còn làm thêm một số loại thủy sản khác như cá trê, cá thác lát, cá rô phi, cá điêu hồng và một số loại thủy sản khác. Hết. Quý anh chị các bạn có quan tâm một số loại thủy sản khác thì vào danh sách video trong kênh để xem, hoặc là ấn like, ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo khi mình đăng những video mới, thì trên YouTube của quý anh chị các bạn sẽ hiện thông báo và sẽ rất là dễ dàng và thuận tiện. Chỉ cần quý anh chị các bạn click vào thông báo đó là sẽ xem được những video mới. Quay trở lại tình hình giá cá tra và giá cá lóc hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long cụ thể như sau. Giá cá lóc thịt size 500g đến 600g trên con tại khu vực Trà Vinh có mức giá dao động 34.000 đồng một ký, Vĩnh Long 34.000 đồng một ký, Đồng Tháp 34.000 đồng một ký, Hồng Ngự giá 30.000 đồng một ký giảm 500 đồng so với ngày hôm qua, An Giang giá 30.000 đồng một ký giảm 500 đồng so với ngày hôm qua, Cần Thơ giá 34.000 đồng một ký, Hậu Giang giá 34.000 đồng một ký, Sóc Trăng giá 34.000 đồng một ký. Tình hình giá cá tương đối ổn định so với ngày hôm qua. Tiếp theo đó là giá cá lóc giống. Cá lóc giống size 500 con trên 1 ký tại khu vực Trà Vinh có mức giá dao động 125.000 đồng một ký, Vĩnh Long giá 125.000 đồng một ký, Đồng Tháp giá 140.000 đồng một ký, Hồng Ngự giá 125.000 đồng một ký, An Giang giá 125.000 đồng một ký, Cần Thơ giá 150.000 đồng một ký, Hậu Giang giá 150.000 đồng một ký, Sóc Trăng giá 150.000 đồng một ký. Tình hình giá cá lóc thịt và giá cá lóc giống tương đối ổn định. Tiếp theo đó là giá cá tra. Cá tra thịt size 700g tới 900g trên con tại khu vực Tiền Giang có giá dao động 21.500 đồng một ký, Bến Tre 21.500 đồng một ký, Đồng Tháp giá 21.000 đồng một ký, Vĩnh Long giá 21.000 đồng một ký, Hồng Ngự giá 21.000 đồng một ký, An Giang giá 21.000 đồng một ký, Cần Thơ giá 22.000 đồng một ký, Hậu Giang giá 22.000 đồng một ký. Thì tình hình giá cá tra thịt vẫn ổn định so với ngày hôm qua. Tiếp theo đó là giá cá tra giống. Cá tra giống size 33 con trên ký tại khu vực Tiền Giang có giá dao động 28.000 đồng một ký, Bến Tre 28.000 đồng một ký, Đồng Tháp 27.000 đồng một ký, Vĩnh Long 27.000 đồng một ký, Hồng Ngự 27.000 đồng một ký, An Giang 27.000 đồng một ký, Cần Thơ 29.000 đồng một ký, Hậu Giang giá 29.000 đồng một ký. Thì tình hình giá cá tra giống cũng tương đối ổn định so với ngày hôm qua. Thì vừa rồi mình vừa cập nhật giá cá tra thịt, cá tra giống, cá lóc thịt, cá lóc giống tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị các bạn nhớ ấn giúp mình một like và đăng ký kênh nhé, để tiếp thêm động lực để mình làm những video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn vào bản tin ngày mai.